chào cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến quay cảnh xuống tốt về đêm, rồi có gì vui nha cô chú và các anh chị em. Tiến chia sẻ cho cô chú và các anh chị em, những người ở xa quê đó nhìn thấy cảnh quê mình thì cũng đỡ nhớ nha cô chú và các anh chị em đó. Thì tốt về đêm cũng rất là vui nha. Ở Thốt Nốt cũng có cái chợ đêm nha. Thốt Nốt là quận Thốt Nốt, là quận về Cần Thơ, Thốt Nốt thành phố Cần Thơ nha cô chú và các anh em. Thì bữa nay Tiến chạy đi trên đường làm về, Tiến sáng nay Tiến quay chia sẻ cho cô chú và các anh chị em luôn. Coi Thốt Nốt về đêm coi nó có vui không. Thank you.
qua đây cho cô chú và các anh chị em xem. Đây là nhà lồng chợ ban đêm của quận Thốt Nốt. Đứng tẻ qua cái đường này. Chung ở Thốt Nốt là đường nào cũng có đồ ăn uống nha. Đường nào cũng có hai bên đường là dãy luôn. Ở đây thì bán mì cay nè. Game này chắc quay chắc đồ không rõ quá. Tiếng đi quay đường phố hay là thì nhớ bình luận dưới cho Tiếng biết nha. Đường phố ẩm thực hay là du lịch cảnh nào đẹp đẹp đó, thì cái kênh nhỏ của Tiếng này, cái kênh Tiếng Trong Nước Chia Sẻ này, thì Tiếng để quay đường phố ẩm thực, cái gì mà vui vui đó nếu mà Tiếng quay chia sẻ cho cô chú và các anh em xem. Tiếng rất cảm ơn nha. Có thường Tiếng thì nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo. Đây là đi cái măng hả? Dạ, ăn rồi. Dạ. Sáng giờ đi nhịn đói chết, bị mẹ nó có đói uống nước xong à. Dạ. Rồi giờ cái đi bán nè. Đây là chị Thánh Liệu. Thánh Liệu là nhà nghe. Chị Thánh Liệu nè, cô chú và các anh chị em mà Tiếng bữa nay không chọc chị nha. Chọc chị cho Liệu là bò bánh nóc nhà luôn. Chị bán bánh nè. Bán bánh tráng nè. Rồi bán nem bì. Đó. Nem bì ngon không? Tôi bán nem bì đắt lắm. Dạ. Đêm nào cũng một bọc. Dạ hả? Rồi bằng đi bán rồi bán rồi bán kem bán phấn gì rồi nó tiền để đâu cho hết chạy hả? Để dành. Để dành hả? Thấy mấy anh chị kia ai bán cũng giàu chân. Tôi nghèo hoài. Sao kỳ vậy? Lui quá trời luôn nè, cháu nội hai đứa nè. Cha mẹ nó thôi nhau rồi, một đứa bỏ cho tôi nuôi đó. Nghèo hoài không có dư đó. Ngày nó 80 đó. Vậy hả? Tiền gửi 50 rồi. Cái bánh này nhiêu cái? Lộn lộ mẹ 185. rồi nghĩ sao mình tiền điện tiền nước đó. Chị Thanh Liệu này Tiếng không chọc nha. Tiếng chọc là chỉ là nó là ngồi là banh nóc nha luôn. Bán hoài nhiêu cũng không có giàu nổi. Bán hoài nhiêu cũng thiếu nha vậy. Thiếu thì không kìa. Có thiếu mà không có thiếu nợ nha. Không có dư nha. Coi như là thiếu nợ thì không có thiếu nợ. Mà không có dư. Dư lít không à. Kệ đi nữa nó nuôi mình chứ biết sao giờ. Dư lít không à. Để giờ bỏ con cháu. Dạ, không gà có đi quay đâu không? Không, ở nhà không lo đi bán gì không. Không gà mấy người kia coi còn quay chị không? Mấy đứa nó mới ra trà sữa của anh đó, nó chưa có ơn không. Nó bán của anh. Trà sữa đâu? Đi chăn chỗ... qua cầu Đất Mốt xu xu cũ đó. Có ai ủng hộ trà sữa của bà Vĩnh Thâm Kim qua ủng hộ giùm mình nghe. Ngay xu xu cũ nè. Gô meo để bạn gô meo trà sữa gô meo. Có
Có ai mà yêu thích chị Thánh Liệu thì hãy bình luận cho Tiến biết nha. Tại vì cái này là chị Thánh Liệu liệu nha. Tại bữa nay chị không Tiến không chọc chị thôi, chứ mà Tiến mà chọc chị là chạy lòn treo đột cây đó. Chị liệu lắm nha. Cái nào Tiến nói trước có nói thì cũng thông cảm cho Tiến nha. Tại vì chỉ là chị liệu chứ không phải là chị nó bậy gì. Mình liệu thôi chứ tại không có ảnh hưởng gì với cả nhà nha. Cả nhà ơi, cả nhà đừng buồn mình. Tại vì chị liệu thôi, tại cái tật của chị liệu thôi. Chứ mà nói chung chị liệu khác không mọi người lắm. Chị liệu là dữ lắm liệu luôn. Đó, thì có yêu thích chị Thánh Liệu thì hãy bình luận mốt và Tiến quay cho cô chú và các anh chị xem rồi mua ủng hộ chị bán cái gì. Bánh chuối, bánh đa. Rồi, nem bì đó mình bán cái thứ đang về nuôi cháu nội giờ nuôi tới 5 tuổi rồi đó. Dạ. Rồi bán kem phấn gì đó, kem phấn là bên kem sạch đó, kem sạch ai muốn ủng hộ kem thì qua Linda kem sạch ủng hộ. Ăn gì ghé đi cả nhà, ăn gì trở lại. Nói làm đẹp đang lên TV. Chị đẹp rồi, khỏi cần làm đẹp. Làm đẹp chi? Tôi đẹp tự nhiên rồi, tôi đẹp cái hàm răng nha cả nhà. Đẹp hàm răng. Cả nhà có yêu thích nhìn cái hàm răng hay là nhổ? Đẹp hàm răng á. Muốn nhổ thì tôi nhổ. Nhổ chống lỏng chắc tắt nữa. Đó thì chị đi bán nè. Đi bán bánh tráng 200 về nó cháu hết 80 rồi, 80 là sữa chứ là tiền gửi thôi. Đau bệnh là không có tính nữa. Vậy video đến đây kết thúc nha. Tiếng chào cô chú và các anh nha. Có ủng hộ mình thì qua ủng hộ giùm mình nha. Quán trà sữa Gomel dưới gốc cầu Chì Mừ, tại cầu Thốt Nốt. Có ủng hộ mình thì gọi đó ủng hộ giùm mình nghe cả nhà ơi. Xin chào cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà một buổi tối ăn lành hạnh phúc nha.